Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay ngày 9 tháng 7 năm 2019, shop em tiếp tục có một số sản phẩm đẹp về giới thiệu với anh em. Đầu tiên, tiếp theo của lô CBL là 200 Master Studio, Studio Master. Tiếp tục là một cặp L200 Studio Master về rất đẹp. Cặp này là cặp thứ tư trong lô này. Rất đẹp luôn anh em ạ. Và mấy cặp trước thì em đã bán rồi. Cặp này về thì có tình trạng rất đẹp, loa nguyên bản, bát 40cm, gân vải xếp, củ chép kèn thì dùng chung với JBL L300 là củ LE85, củ bát là củ LE15B củ Anico. Hai cụ đều Anico, rất dễ đánh luôn. Cặp này thì rất đẹp, xuất sắc anh em ạ. Vẫn giá cũ là 52 triệu. Tiếp tục là cặp JBL 4333. Em xin lỗi, 4333A. Cặp này full Anico, giá là 79 triệu rưỡi. JBL là 65 Zuban. Hiện nay rất nhiều shop bán trên 70 triệu thì cố thêm một chút nữa chơi cặp này nó sẽ khác biệt hẳn. Bát 40 chung kèn chép dìu thì nó sẽ khác hẳn với L65 Zuban, không có cửa so luôn. Cặp này rất đẹp. Cặp này là cũng là cặp thứ tư 4333A. 79 triệu 500 anh em nhé. Đẹp xuất sắc. Và đặc biệt là đợt này thì có một cặp Tannoy Stirling SE bản đặc biệt, Special Edition. Bản này là bản đặc biệt của Stirling. Khuôn thùng xốp đẹp xuất sắc luôn, thì em sẽ khui thùng để báo cáo với các bác. Cặp này có giá là 76 triệu anh em ạ. Loa đẹp xuất sắc luôn, thì em sẽ khui thùng cặp loa này ra để giới thiệu với anh em. Tannoy Stirling SE, đời Stirling này rất là ít. Tonberry SE thì cũng hay có, nhưng Stirling thì rất là ít. Cái mức giá rất là tốt luôn, 70 mấy triệu chơi Tannoy rất hợp lý. Trên đây là ba cặp loa mới về hôm nay, xin giới thiệu với anh em để anh em được biết. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em Bá Hùng theo số điện thoại 0978 263 263. Toàn là hàng hot luôn, toàn những cái hàng mà em hay có thường xuyên. JBL 4333A cặp thứ tư, JBL L200 Studio Master cũng cặp thứ tư, rất đẹp xuất sắc. Xin cảm ơn anh em đã xem clip.